Kính thưa quý vị, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu hai mẹ con bị lừa bán sang Trung Quốc, đưa về Đắk Lắk đoàn tụ với gia đình. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ Hoàng Thị Linh 38 tuổi, ngụ huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi mua bán người. Nạn nhân tên S, vào năm 2018, chị S nói với gia đình sẽ đưa con gái một tuổi đi cùng Hoàng Thị Linh về tỉnh Cao Bằng thăm quê, sau đó gia đình mất liên lạc với chị S. Tháng 8 năm 2023, thông qua ứng dụng mạng xã hội WeChat, chị S liên lạc được với em gái của mình ở Việt Nam và kể lại quá trình bị lên lừa bán sang Trung Quốc làm vợ người khác, thường xuyên bị đánh đập, bóc lột sức lao động, người em tố cáo sự việc. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án điều tra. Chỉ sau 2 ngày tiếp nhận đơn tố giác, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17 tháng 9, lực lượng chức năng đã giải cứu hai mẹ con chị S đưa về Đắk Lắk đoàn tụ với gia đình. Tại cơ quan công an, Hoàng Thị Lên khai nhận quen biết với một người phụ nữ tên Cơ, hiện đang sinh sống tại Trung Quốc. Lên và Cơ đã đưa mẹ con chị S vượt biên sang Trung Quốc, rồi bán cho một người đàn ông Trung Quốc, lấy làm vợ với giá 4.000 nhân dân tệ.